Bây giờ tu mà chấm dứt sanh tử luân hồi thì quá ít, mà trong hàng ngày tất cả mọi sự vấn đề luôn luôn tái sanh liên tục. Vì như vậy thì qua một quá trình thời gian lâu dài đó, thì cái sự tái sanh sinh vật nhiều thì bắt đầu coi như là nhiều như vậy thì triển khai ở đâu cho hết trong vấn đề tương lai. Cái tại vì tái sanh thì quá nhiều, mà trong vấn đề mà chấm dứt sanh tử thì quá ít, quá khó. Thì càng ngày sự tái sanh nó nhiều quá thì là đi đâu hết. Con thấy rõ ràng như một cái đu đủ, nhiều khi người ta đem mấy hộp ta gieo ta trồng thôi, như là ném ở trong cái đống rác ở đâu đó nó không có lên được, nó cũng nhân như quả, nhiều duyên nó không đủ, ngay khi đó nó diệu tử từ trong nhân trong quả, cho nên không phải là nó ra đời hết được, nó thành ra mọi vật hết được, nó ra mọi vật hết được thì thế gian này nó chặt hết còn gì không hiểu. Cho nên thầy nói bây giờ cây đu đủ con không lý, bây giờ con có cái cây đu đủ có trái, mỗi cái con đi gieo trồng hết khu đất con, bắt đầu bây giờ nó mổ riết nó đầy hết, không biết trồng đâu nữa, thì nhiêu đó thôi chứ bây giờ làm sao, giờ có đất đâu mà đem đất người ta trồng được nữa sao. Mà chừng một cái đu đủ là muốn trồng hết cái đất đất của con rồi, mà giờ nó một dọc cái về rồi một cái này nó ra cây nữa dọc nữa, mấy con biết bao nhiêu nhân quả không. Cho nên cái yếu tử của nó quá nhiều, nó cũng sanh ra nó chịu khổ đau trong một thời gian ngắn để mình nhân với quả để trả thôi, mà nó chết chứ đâu phải nó sống được đâu. Nó chưa thành cá mà chúng đã nuốt bụng hết rồi, những cái trứng của nó mới con đánh nảy mầm nó chết. Mà nó lên bao nhiêu mà nó như khi mà nó đã đầy như vậy rồi thì con thấy nó lên không có được, nó sẽ bị diệt ngay từ cái trứng nước của nó, từ bụng cao là nó bị nắng khô chết, nó lên nó nổi. Đó là nhân quả, chứ cỡ mà lên hết không biết bao nhiêu rừng mà đem hộp cái trào này mà gieo thì chắc đầy học. Coi như là cái nào nó cũng lên hết. Thật sự ra nếu mà con người trên hành tinh này mà phóng xuất ra những cái từ trường đó mà nó sanh ra được một con người, nó đâu có phải chuyện dễ mà. Nhưng mà điều kiện nó bị khổ đau, nó bị chết non chết nước hết, điều là sanh ra hết, không có đặt cái chỗ nào hết mà bị lép. Thầy, những thế kỷ trước ấy, thì cái sự phát triển của loài người nó ở tốc độ bình thường thôi. Thế nhưng mà 50 năm vừa qua của cái thế kỷ 20 thì cái tốc độ phát triển của nó là lên gấp 3 lần toàn cầu, tức là từ 2 tỷ lên tới 6 tỷ. Tức là riêng một số các nước đặc biệt, ví dụ như khu vực Đông Nam Á thì nó tăng trên 4 lần. Ngay những nước ta thôi, mới từ lúc nào 15-16 triệu thôi, nó đến bây giờ trên 80 triệu trong vòng 50 năm ấy. Vậy thì cái gì đã tác động để cho có một sự đột biến về nhất phòng trên toàn cầu? Thì con thấy nó là nhân quả. Vậy thầy, nhưng mà số nhân quả này nó như thế nào? Thầy có thể dạy chúng con nó cụ thể hơn chút nữa. Cái nhân quả đó, ví dụ như một cái duyên ác thì nó sanh ra, nó càng sanh ra ở trong cái đất nước đó, nó thọ lấy những cái quả khổ như đói khát hoặc là thiếu một cái này cái kia đó. Mà cái nhân quả đó nó thiện, nó đầy đủ do cái nhân quả đó mà nó sanh ra cái nước đầy đủ. Cho nên nó tùy theo mỗi cái điều kiện của nó. Như bây giờ tại sao đất nước chúng ta không còn giữ cái mực dân số vậy mà phải tăng lên? Do cái chỗ nào? Do cái lòng dục của người ta nhiều, con hiểu. Rồi cái vật chất ăn uống nó sinh ra dục nữa. Người ta bây giờ nó ngồi khỏe quá, làm việc khỏe quá nó sinh dục. Còn người ta hồi trước người ta ít dục là tại vì người ta cày ruộng, người ta cấy nó mệt nhọc quá, cho nên về người ta lo là chúi cái đầu, người ta ngủ người ta không dục. Cho nên nó đâu có duyên mà nó hợp để mà nó sinh ra nhiều được. Vậy mà ông bà mình ngày xưa ông thấy một người 10 đứa con, hai mười mấy đứa con. Đó, như ông nội bà nội thèo đó là 14 đứa con, mà cỡ vậy bây giờ cặp vợ chồng cứ 14 vậy thì cái số lượng mà nó tăng lên đến dân số Việt Nam đi có bao nhiêu, kế hoạch quá là dẹp bỏ hết, nó lép hết với bao nhiêu. Nhưng mà mình không có thấy được, cho nên mình tạo ra những cái nhân ác này kia để chết yểu biết bao nhiêu cái sự đau khổ. Nó thì nó từ ở trong trứng nước nó ngăn ngừa, nó diệt từ ở trong trứng nước ngăn ngừa của từng cái thuốc. Đến khi mà nó sinh ra nó lớn lên chút ít ở trong bào thai thì nó móc nó bỏ đủ loại chết hết. Đó là cái nhân ác của chúng ta, hiện tượng của những cái điều kiện những ác của chúng ta, do đó cái sự ác độc của chúng ta, từ giết hại chúng sanh, từ ăn thịt chúng sanh, từ hung dữ đánh đập từ cái miền kia. Cho nên chúng ta thấy những cái đứa trẻ, những cái đứa sanh ra, những cái mầm chết yếu đều nó nằm ở trong cái ác pháp không. Nó không có thiện pháp. Thiện pháp thì người ta ngăn ngừa, người ta không còn dục. Thì nó không còn dục thì đâu cần phải uống thuốc, mà nó phải là sanh ra quái thai như cúc thịt như thế này. Nó tất cả những cái điều kiện mà chúng ta chỉ chạy theo dục rồi ngăn chặn để mình thỏa mãn cái dục, chứ chưa phải là chúng ta ngăn biết
hạn chế biết làm chủ cái dục đó. Cho nên tất cả những cái này đều là còn. Thì bắt đầu bây giờ đó mình phải triển khai cái đạo đức để cho họ thấy được cái lợi ích mà từ mọi người có sống đạo đức không lập của mình. Chứ còn nếu đà này cứ càng vật chất bao nhiêu thì những cái nhân quả chúng ta làm thì nó phải gánh chịu cho những cái con người sau của chúng ta, những cái đứa trẻ kế tiếp trong hiện tại và mai sau đang có thọ hưởng những khổ. Nào, trong cái thời đại bây giờ đó đạo đức nó không có, mà cứ mãi làm cái điều ác thì buộc lòng nó phải sanh ra, rồi mãi cứ những cái điều ác thì tức là phải chạy theo dục, mà dục thì nó phải dục, có dục này dục kia chứ đâu phải là một thứ dục. Mà cái ái dục sắc dục thì mấy con thấy nó như thế nào, nó phải tiếp tục nó sanh chứ. Mà nó sanh thì mới nhiều quá thì chúng ta hoảng sợ, rồi chúng ta phải tìm mọi cách ngăn chặn, mà không ngăn chặn cái dục chứ, mà lại ngăn chặn cái chuyện mà không cho sanh. Con bé bây giờ người ta kế hoạch quá gia đình là người ta ngăn chặn cái chuyện sanh, chứ người ta đâu có kế hoạch quá gia đình bằng cách ngăn chặn cái tâm dục của mình đâu. Để dục đủ thứ hết, nghĩa là ăn mặc hở hang để khiêu dâm ngựa dục, rồi để chạy theo dục. Nhưng mà bây giờ sợ nó sanh đông quá mà nó không có đủ sớm, cho nên bây giờ phải móc thai bỏ thai. Nào kế hoạch quá gia đình bằng cách uống thuốc, bằng cách chích thuốc đủ loại. Có phải không? Mình tự mình làm khổ lấy mình mà mình không biết cái gốc, mình không biết cái gốc, mình ngăn chặn cái nạn gian mãn, mình sợ mà mình ngăn chặn cách rất sai lầm. Mỗi giờ nhà nước biết cách nào hơn, có biết sách đạo đức đâu. Chứ chúng ta biết được, chúng ta học được, chúng ta biết được cái thân này bất tỉnh vô thường. Những cái điều mà chúng ta chạy theo cái dục đó, nó nhơ nhuốc, nó này kia, nó làm chúng ta ớn. Nhiều khi chúng ta phải học thấu suốt, rồi chúng ta phải tập những cái quán tưởng về cái thân bất tịnh của mình. Nó làm chúng ta tứ cái thấm nhuần được, nó ngao ngán, nó thấy cái sắc dục nó quá sợ hãi. Tự nhiên nó ngăn chặn hết tất cả mọi cái này, thì trong nước của chúng ta đâu có cái dân số mà đến mức độ mà báo động. Mà thầy nhìn ở Việt Nam mình á, đi ra đường khắp nơi không thấy còn nhìn thấy còn nhìn thấy còn tốt rồi. Đi qua Ấn Độ mà thầy nhìn thấy ghê lắm. Tối nào á là người ta ngủ ở sân ga hay bến xe thì nhạc luôn sáng ngày, rồi coi như là mùi nước thơm nước biển đầy. Người ta sống không nhà không cửa nhiều lắm. Cạn rác vừa rồi như tụi mình nữa là cạn hàng 30% người ta mới này chết vì rác không. Cho nên bởi vậy người ta sống mà giống như gà như gì chứ. Đi ra bến tàu một cái á, tàu hỏa mình đi là không biết đường nào đi, nhiều ga lắm mà người giống như là tăng trường, như học sinh tăng trường buôn ra tàu lửa vậy, mà dơ dái vậy mới thấy là khủng khiếp. Người không có ăn, nắng hạn cái là không có gì ăn mà chết đói, trời nắng lên cái là chết nắng, mà trời rét như mình vừa rồi mấy cây rét vừa rồi mà áo ấm là đã chết 300 người bên đó vì rét. Tối ngủ thì cầm cái bao bố từ đầu luôn, nằm ở ngoài bến ga bến tàu khắp nơi. Cho nên nhìn ở bên như nước Ấn Độ là thấy cái nhân quả nãy sinh ở đó là thấy kinh hoàng. Chứ được từng đảo có những trường hợp nào mà cực ác quá là không có tái sanh được không đó, cái được cực ác quá thì như là cái Nhật Châu là Hitler là bên bố thì nó cực ác quá, những trường quá thì không bị tái sanh được. À, ác quá thì nó hoại diệt luôn cái thế giới chứ nó ở đó mà tái sanh. Nó đâu cần tái sanh nó. Bởi vì ác cái từ trường ác toàn ác không á thì nó sẽ hoại diệt cái hành tinh mình liền. Do chính con người mình, nó chỉ cần ném bom nhau là nó cũng hoại diệt luôn. Bây giờ nó đang trên cái đà mà có thể nó sắp sửa nó hoại diệt. Nếu mà trên cái đà ác pháp này thì cái hành tinh chúng ta nó không có trọn vẹn. Nó sẽ hoại diệt con người chúng ta, nó trở thành những con, nó không thành con người chúng ta như thế này, còn ác pháp nó sẽ thành con người khác hơn nữa. Cái môi trường đó mà con thấy từ cái chỗ mà con sâu bình thường người ta phun thuốc này, phải không? Để ngừa nó đừng ăn lúa hay đậu mà. À, sau thời gian ngừa nó lại sinh ra có một cái loại sâu, nó không có sợ thuốc đó nữa, phải thay đổi thuốc mà con sâu thấy ghê gớm hơn. Hồi đó con sâu nó có hai cái râu, bây giờ nó bốn cái râu, không nó mà lông lá nó còn ghê gớm nữa chứ. Mình ngừa thuốc độc lại nó hơn nữa, cho nên nó càng ác đó thì nó sẽ sanh con người khác, chứ nó không phải không sanh. Nó sanh con người ác độc hơn, mà trong cái ác độc đó nó lại tự hoại diệt nó hơn, cho đến cuối cùng nó sẽ diệt nó. Nếu cuối cùng thì nó càng ác thì nó đủ sức mà nó, bây giờ thầy nói bây giờ nó có số vô nguyên tử đi, nó dập nước này tan nát, nó dập nước kia tan nát, tới nó cũng tan nát luôn. Thì nó hoại diệt chính nào? Con người chúng ta sẽ hoại diệt. Nó không thì tới sanh luôn.
nó hoại diệt, tức là nó hoàn toàn là nó không còn. Nhưng mà cái môi trường này nó hoàn toàn là con người mình không có còn có cái lớp cái người của mình không còn có nữa. Khi mà nó hoại diệt con người của mình, nhưng mà nó thay đổi một con người khác, một con người khác thì nó thành như con vật ác vật thôi, nó khác rồi, cũng như bây giờ nó tạo cột không, nó không có. Nó hết con người rồi. Và thay vậy là con người gặp với nhau có thể là cắn xé nhau. Bây giờ cái răng của con người, có lúc bây giờ đó, con người của mình bây giờ là con người nó vừa ăn thịt được mà nó vừa, cho nên cái răng anh nó không dài, nó vừa ăn thông mọc được, vừa ăn trái cây được. Mà tới chừng mà có con người mà nó độc hại hơn á, cái răng anh nó dài xuống như thế này, nó đâu đang nó cắn nhau, nó xé, nó đâu cần nó đâu cần gươm dao như mình nữa, gặp nhau cắn nhau luôn thì nó còn dữ tợn hơn nữa. Không, cái hiện tượng của ác pháp là con thấy những con vật ác nó đều có cái tướng nó rất là dữ. Con vật nào mà hung dữ thì con thấy nó có cái tướng dữ. Con cọp sao nó không có lông trắng như con mèo, hoặc là như con chó. Nó lại có rằn của ri, nó làm mình thấy ớn thiệt chứ đâu phải không con. Phải không? Mà con beo thì nó có lốm đốm, nó dữ sợ lắm. Cái hình sắc của nó là nó tượng trưng cho cái tâm nó dữ. Thì cái tướng của nó, thì cái đặc tính của nó phải theo cái tướng của nó khác gì. Cho nên con người mình giữ quá thì bắt đầu đầu nó mọc sừng mọc nanh, hoặc là những cái nó ra dài lên. Thì bây giờ đâu con người kiếm con người cũ thì không còn, còn mà cái con người mới thì đó, tức là nó thay đổi rồi. Cái môi trường sống không bao giờ dám cái sự sống đâu, không bao giờ. Nhưng mà nó khắc nghiệt hơn. Ví dụ nó lạnh quá thì ở cái chỗ lạnh nó cũng sanh ra cái loài lạnh, chứ nó không phải nó không sanh. Cũng như những cái loài vật mà ở cái đất nước mình mà đem qua bên Liên Xô ba bữa chết queo hết rồi, mà nó tự đó ở cái môi trường đó nó sẽ sinh ra cái loài vật đó, nó chống lại cái lạnh đó, nó tương nó thích nghi với cái lạnh đó, nó mới sinh ra được. Cho nên nó thì bắt đầu bây giờ nó mình giữ quá thì con người của mình mất tiêu hết, nó chết hết thì nó thay thế lên cái loài người khác. Bởi vì nó môi trường sống chứ đâu phải môi trường chết đâu mà nó chết rồi. Các con cứ nghĩ tưởng, mấy con cứ nghĩ chắc có lẽ cái đất mình nổ tung cái, thì nói bây giờ cho nguyên tử nó giật nát cái đất mà chết hết con người hết sạch đi, thì mai mốt nó có cái loài người ghê gớm lắm, mình nó có lông mà mình làm gì nó khỏi cần mặc quần áo. Không, thầy nói điều đó là cái môi trường sống nó phải sanh ra bị cái bom nguyên tử nó chất cả tiếng nó độc. Thầy nghe nói như thế này, cái lò nguyên tử của Liên Xô nó bị xì đi. Bắt đầu bây giờ nó một thời gian sau người ta đến, trời đất ơi, cái con chuột nó bằng con heo mà nó lợi, nó cắn cái bánh xe hơi của người ta quá trời. Cái con chuột nó bằng lớn bằng con heo rồi, là con chuột, tại vì cái chất độc mà nó giữ ghê gớm lắm. Còn con kiến nó bằng cái xe tăng, con kiến càng mà nó giữ trời. Thì cái vấn đề đó người ta nói, chứ thật ra mình đọc ở trên báo chí mình nghe nói chứ còn mình chưa có biết. Nhưng mà chắc chắn là thầy nghĩ rằng chắc chắn trong vấn đề mà môi trường quá ác, môi trường quá độc thì nó lại sanh cái loài độc, không có gì khác. Thì rõ ràng là bây giờ thì người ta ác biết rồi, người ta diệt cái loài người của chúng ta hiện giờ nó có thiện quá thì nó sẽ sanh ra toàn cái người ác. Chứ bây giờ thật sự trong con người chúng ta có thiện quá, người nào cũng có, bởi vì cái con người chúng ta là có thiện quá. Do có thiện có ác mà đạo Phật nó ra đời để chúng ta ngăn ác diệt ác sanh thiện sanh tử thiện. Nó có ý nghĩa của con người. Nhưng mà tới chừng mà con người này nó toàn ác không thì chắc chắn không có còn ngăn ác gì hết, vì toàn ác nó không còn thiện rồi. Nó gặp nhau cắn xé nó không còn nghĩ ai hết, nó chỉ nghĩ nó thôi. Thì chừng đó thì đạo Phật cũng đâu có phải là cái chân lý của nó nữa đâu. Cái chân lý của loài người trong hiện tại của chúng ta mà nếu duy trì thì con người này thì nó còn cái chân lý này. Chứ cái loài người này bị diệt hết rồi thì cái chân lý này nó không còn ở đây nữa. Không còn. Nhưng mà con người của mình là con người tốt, có thiện có ác. Cho nên vì vậy đạo Phật ra đời để giúp chúng ta duy trì cái sự sống của nó, đem lại sự bình an cho thế hệ tinh.